Ok, và chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Trong video này mình sẽ mang đến cho anh em một cặp đôi nó cứ gọi là ối dồi ôi luôn. Đó là Park Potato kết hợp với lại Speedy. Tại sao mình lại kết hợp hai con này với nhau? Đó là hai con này nó có một cái tính chất nó có thể match với nhau, đó chính là con Speedy này khi mà đứng im anh em mình sẽ bị trừ đi 100% giáp. Còn 100 giáp. Còn con Park Potato này thì con này nó không thể đứng im được, con này nó sẽ di chuyển liên tục, nên là hai con này nó có hai cái tính chất này liên quan đến nhau quá luôn, nên là mình muốn chơi hai con này ấy, nó chỉ có thế thôi. Và mình thấy kết hợp hai con này với nhau nó ok, nên là mình chơi luôn, triển luôn. Còn vũ khí thì mình sẽ chơi với cái giáo băng, mình phân vân cái giáo băng với cái giáo thường, nhưng mà cái giáo băng này thì mình thấy nó đẹp hơn nên là mình chọn thế thôi. Chứ còn thực ra là cái giáo băng này thì cái tốc độ đánh của nó thì bằng cái giáo thường, một đam thì còn bé hơn cơ. Đấy, nó chỉ hơn cái là nó đẹp hơn, nên nó có thêm cái khả năng đóng băng và item mình sử dụng. Bắt đầu lúc lấy là một cái trao, một cái dạ dày, một cái tăng cấp vũ khí. Đấy, mình đang ở wave 1. Mình cái lúc mà giới thiệu nhân vật ấy thì mình quên mất là không có record. Nên là phải kiểm tra vừa nãy quay lại check thì mới sực nhớ ra là chưa ấn record, nên là phải giới thiệu với anh em ngay từ wave 2. Đấy, rồi ok, tiếp tục trận đấu nào. Đấy, chơi kiểu như này thì anh em mình sẽ không bao giờ lo là cái việc là con Speedy kia nó sẽ bị cái tính chất là nó sẽ bị cái tính chất là gì nhỉ? Bị cái tính chất là sẽ bị trừ 100 giáp khi mà đứng im. Đấy, con này đã chơi với Park Tato, Park Potato là không bao giờ đứng im luôn, chạy như điên luôn. Đấy, đấy. Này phải lấy thêm attack speed thật nhiều. Thêm tốc chạy bây giờ là cũng mình cũng được tăng thêm 6 máu à. 6 máu nhìn ok thế nhở. Thôi đi 6 máu cũng được. Hồi máu này. Không, vào wave tiếp theo luôn đi. Tí nữa phải lấy thêm nhiều attack speed một chút. Cái mấy cái vũ khí như thế này thì anh em mình có thêm nhiều attack speed đánh sướng lắm nhá. Cái kiểu vũ khí mà cái giáo giáo như này có nhiều attack speed đánh sướng lắm. Đánh cực kỳ phê luôn. Đam của nó khá là to rồi. Đấy, đấy, đấy. Có nhiều attack speed thì anh em mình nên lấy thêm cả hút máu nữa nhỉ. Lấy thêm hút máu nữa cho nó chắc ăn. Úi dồi, úi dồi ôi, úi dồi ôi. Úi dồi ôi, ui mày quá, mày quá. Cái này trừ đam à? Không cần. Khi mà anh em mình lấy tốc chạy thì đồng nghĩa với việc là anh em mình sẽ được tăng tăng cả đam ngắn anh em nhá. May mắn này. 10 lắc, thôi lấy 10 lắc được tăng một giáp này. 8 speed này. 3 hồi máu này. Đấy, tạm thời là item thế là cũng được ấy chứ, ổn đấy chứ. 10 lắc rồi cái này tầm nhặt tăng đam tăng máu này, tầm nhặt giữ lại này, wave 4 này. Đấy bây giờ mình cứ để cho nó tự di chuyển, nó đánh xem là nó đánh đấm kiểu gì nào. Xiên xiên xiên, đúng rồi, xiên xiên, đúng rồi. Ui, tự chạy luôn mà, tự chạy luôn mà. Mình có điều khiển đâu. Đấy, tự chạy luôn mà. Xiên, đúng rồi, xiên, đúng rồi, xiên đi, đúng rồi, xiên đi, đúng rồi. Ui. Đi qua phát nào là ui, từ từ. Yếu máu như thế này là không thể để nó tự di chuyển được đâu. Yếu máu như thế này là phải mình phải điều khiển nó thôi. Yếu máu như thế này mà để nó tự di chuyển nó lao vào quái cho thì thôi, đi luôn đấy, đi tong luôn đấy. Là coi như là làm lại luôn đấy. Ấy, nhưng mà anh em thấy chơi cái giáo này sướng không? Cái giáo này mà có thêm attack speed nhiều nhiều nữa thì thôi. Ôi, nếu như bây giờ mình mà may mắn mình mà lấy cái này được thêm 500 material thì ngon này. Ui ngon, được thêm 500 material. Tuyệt vời. Trời đất ơi. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Còn cái này chỉ số thì mình sẽ lấy thêm 10% attack speed để đánh cho nó nhanh hơn. Cái này thì 10% attack speed nữa này. Ui, ngon quá nhở. Và vừa nãy lấy được thêm 500 material, tuyệt vời thế nhở. Được đấy chứ, được đấy chứ. Ok đấy, thêm này nữa này. Giảm giá à, được. Giáo băng nữa này. Từ trước khi mua giáo băng này thì mua giảm giá trước. Rồi, 388. 388 mình nghĩ là mình sẽ lấy thêm cái này thêm 15 speed nữa này. Ui trời, thêm 15 speed nữa thì chạy tít mù luôn à. Chạy nó gọi là ối rồi luôn đấy. Từ từ nha, kéo xuống đây. Thêm Pokeball nào nữa. Pokeball này. Đấy, 32 lắc, mua thử một vé số xem nào. Ui, không được cộng à. Ui, không được cộng à. Ui, ở à, đây rồi, ngon. Thêm được cái này nữa. Rồi. Đấy. Đam cơ bản thì đang là 17 à. Thôi thế thôi. Không cần phải quá quan tâm đến đam cơ bản đâu. Cái quan trọng là cái đam ngắn của mình cũng đang rất là to rồi. Nhiều đam ngắn rồi. Nên là đam của mình nó sẽ rất là ok rồi. Không phải nghĩ đâu. Ấy, uấy, uấy, uấy. Giờ là đủ 6 cái
6 cái thương băng rồi là đánh sướng lắm. Giờ mà bí quá là mình cứ lao từ bên này sang đầu map bên này sang đầu map bên kia là xong, là tránh được bọn quái luôn. Uầy 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 uầy, mất máu, từ, lắm lúc kiểu mình tele từ đầu map này sang đầu map kia ấy, mình không kiểm soát luôn, cứ kiểu bất ngờ quá, chính mình cũng không tưởng tượng ra, nên là lắm lúc kiểu cũng tele cũng hơi fail ấy. Rồi ôi, 30 máu, 31 máu, được 15 lắc nữa này, thôi lắc 80 rồi, chả cần phải thêm lắc nữa đâu. 9 tốc chạy à, 10% attack speed quan trọng hơn, 9 né tránh, đâm ngắn và né tránh, được này. Cái này không lấy được cái gì, thêm một thương băng nữa này, thương băng, cộng máu đam nguyên tố à? Cái này có chơi đam nguyên tố không? Cái này có chơi đam nguyên tố này, có chơi đam nguyên tố thì lấy thôi, đam này. Cái này thì combine vào này, mua một cái này lóc cái này vào này, đấy. Ờ ok, quay tiếp theo, bị trừ đam, cái này có thể chơi đam nguyên tố được thì tí nữa lấy thêm cả đam nguyên tố nữa cho nó chắc ăn. Không lại ui dồi ôi quái, nhìn cũng đông cho phết đấy chứ đúng không, nhìn cũng đông cho phết đấy nhưng mà không ăn thua. Cái thương của mình đánh được phết mà, cơ bản là nó gây hai lần đam cái chiều lúc mà mình phóng đi nhá, mình phóng cái thương đi nhá, xong rồi phóng rút cái thương về nó lại gây thêm một lần đam nữa, nên là hai lần đam luôn là clear quái, khá là ổn đấy. Mà cái thương này cơ bản là nó phóng rất là xa ấy, nó phóng ra rất là xa nên là gây đam xa nên là clear quái nó cũng nhanh hơn so bình thường. Được đấy, vẫn ok đấy, vẫn ra gì và này nọ đấy. Rồi quay 6 xong này, trừ 2 máu tăng 7 đam mà không nhất thiết đâu nhá. Cái này thì lấy thêm tốc chạy, cứ từ từ nhá. Tốc chạy từ từ, mình đang muốn lấy thêm attack speed cơ. Ít nhất là phải thêm được 15% attack speed nữa cơ. Không ra được 1% attack speed nữa à? Hồi máu 15% attack speed mà khó khăn với nhau thế sao? 3 giáp, không cần phải tăng giáp. 9 nha tránh này. Ở đây rồi, ra là chỉ số đông chỉ số tím này là thêm được attack speed rồi. 10% attack speed cả. Bây giờ mình cứ muốn lấy 15% cơ. 7% chí mạng. Mình không chơi chí mạng nên cũng không cần lắm. 9 tốc chạy nữa kìa. 9 né tránh, lấy 9 né tránh đi. Thêm một thương băng này. Ô, lóc à? Ơ sao không mua à cái này? Cái này là cái Ice Sword, ô dồi mắt với mũi. Nó là cái vũ khí khác mà. Trời đất ơi, mắt với mũi kìa. Sao lại có thể nhầm lẫn như thế nhỉ? Ui cái này tăng đam được tốc chạy này. Ui lấy cái này xong thì thôi, khỏi bàn. Bọn quái chết luôn đấy. Vừa tăng đam lấy, bây giờ lấy tốc chạy nhá. Bây giờ lấy tốc chạy là anh em mình vừa tăng được đam cơ bản, vừa tăng được đam ngắn. Ui dồi quá tuyệt vời luôn. Một công là hai việc luôn. Một lấy một chỉ số được tăng thêm hai chỉ số nữa là ba chỉ số luôn. Tuyệt vời. Tính ra cặp đôi này chơi với nhau hợp lý ra phết nhở. Được vãi trưởng luôn đấy chứ. Ok vãi cả trưởng luôn đấy chứ. Mình không ngờ là cặp đôi này chơi với nhau nó lại ăn khớp với nhau như vậy. Như kiểu ớt với ít vậy. Đúng không? Chơi chuẩn bài luôn đấy nhé. Uấy. Giờ thì còn thêm được attack speed nữa thôi. Để cho cái giáo ở cái thương này nó xiên liên tục thôi là kinh khủng lắm đấy này. Hiện tại cũng là nó xiên cũng khá là đau rồi đấy. Nhưng mà vẫn đang hơi thiếu tốc độ xiên một chút. Uấy. Nghe mình tele tí cho nó vui không? À tele này. Uấy. Trời ơi. 623. Bỏ cái này đi nhỉ. Trừ một máu. Ô nhưng mà lấy được tăng thêm tí đam. 3 giáp. Tạm thời lấy đi. 3 đam nguyên tố cũng được. Này cũng được. Thêm cái này cũng được. Ok. Còn thì vào đây mình sẽ lấy thêm chưa ra được cái item đỏ à? Thì thôi, chưa ra được thì thôi. Này xiên này. Ui xiên này tuyệt vời luôn đấy. Xiên này là quá ngon luôn đấy. Ui tele này. Ui. Đây là mình cũng không dám lấy thêm nhiều tốc độ ấy nhá. Bởi vì lấy thêm nhiều tốc độ là sợ là chạy nhanh quá thì anh em mình lại không nhìn rõ con nhân vật đâu luôn. Nên là mình đang hạn chế lấy thêm tốc độ đấy. Mình cứ lấy ít dần dần thôi chứ còn mình không dám lấy nhiều đấy. Chứ mình mà lấy nhiều thì nó thôi ối rồi luôn. Nó không khác gì kiểu teleport luôn hay là cái kiểu tốc hành ở trong liên quân luôn. Ối ối ui ui 390 đam kìa. Đam ổn nhờ.
đam to vãi chưởng rồi. Mà đam như này mà không có chí mạng luôn nhá, mà đam to như này nhá. Ghê vãi, bình thường mà chơi những con nhân vật khác còn đam muốn to thì phải có thêm chí mạng cơ. Đây không cần phải chí mạng luôn mà đam vẫn như này. Ác thật, ác thật. Này bỏ nhá. Bỏ nhá. Cái này thì mình sẽ lấy từ nha. 12 tốc chạy nữa này. Từ giữa việc lấy 12 tốc chạy mới lại 15% attack speed. Mới lại 9 né tránh nên lấy cái nào hơn nhỉ? 15% attack speed. Cái này thêm 15% attack speed nữa. Đấy, xiên nó nhanh hơn phải biết luôn chứ. Trừ 80 range mà tăng 30% attack speed. Không. Thêm được cái này nữa này. 1000 ấy rồi. 1000 material thôi kìa. 1000 material thì cũng cứ từ từ. Đứng ở đấy. Cộng thêm 2 giáp, cái này lấy được, cái này lấy được. Cái này lấy được. Cái này lấy được. Cái này lấy được ngon luôn. Chí mạng 15%, chơi luôn. Mặc dù bị trừ một ít tốc chạy đi nhưng mà không sao, mình có thể bù lại được. Ví dụ như lấy cái này để bù này, lấy cái này để bù này. Đấy. Gì chứ riêng việc bù tốc chạy nó quá gọi đơn giản luôn. Thêm cái này, thêm cái này đi. Thêm 12 rain, thêm cái này nữa đi. Ôi quái chạy nhanh lắm ấy nhờ. Mình lấy thêm tốc chạy cho quái đấy nên là quái chạy tương đối nhanh đấy. Này nữa này. Rồi ok, quay 9. Thêm được một chút quái đấy, mà quái thêm tốc chạy đấy. Ui. Bây giờ cứ đứng ở đây nhá. Ui nhưng mà con này không kiểu đứng im một chỗ được nhỉ. Mình đang muốn đứng kiểu đứng một góc thế này xiên. Thì là một quái nó đi chạy một đường đến thì mình xiên thì nó sẽ ối rồi lắm ấy. Đẹp lắm đấy. Nhưng mà thôi không đứng được thì thôi. Mình cứ chạy lanh quanh ở cái chỗ góc góc này thôi. Tele này anh em này. Ấy tele này. Ôi nhưng mà hình như tele là bọn quái đi theo hay sao ấy, nó chạy nhanh chứ nhở. Mình tele từ góc này sang góc kia mà nó đuổi được luôn ạ. Áo thật. Ôi đông nhở, đông quái nhở. Rồi trông ai. Không ai. Đánh hộ này. Tầm mình đánh hộ này. Đánh hộ này. Ui đánh hộ này. Đỡ hộ luôn này. Rồi đánh đi. Nhảy vào đây mà đánh này. 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 Ui đỉnh vãi. Ê, chơi cặp đôi này sướng vãi. Nó còn nhanh nữa chứ, đúng ý mình luôn ấy. Chơi nó cũng phải nhanh, tít mùi như này mình thích này. Rồi, ok. Bỏ đi. Này bỏ đi. Này bỏ đi. Này bỏ đi. Này bỏ đi. Cái này roll xem nào. Bây giờ mình đang có 41 né tránh. Bây giờ mà lấy thêm. Bây giờ mình sẽ tăng range nhá. Bây giờ mình sẽ tăng range. Mình sẽ tăng lên quá 80 range để mình lấy thêm cái áo hoodie. Để tăng thêm cái attack speed lên từ cái né tránh kia. Nghe hợp lý đấy chứ đúng không? 45 range trước đã này. Giờ lấy thêm 45 range rất là hợp lý rồi đây. 20% attack speed à? Ôi thật phải lấy rồi. Đã ra đến mức đấy rồi thì không lấy thì lại hơi phí. Rồi bây giờ thì 45 range nữa là đẹp rồi. Cố lấy thêm được 45 range nữa cho nó đẹp. 3 giáp, 4 hồi máu, 15% attack speed, 3 giáp, 12% đam. Ô, cái lúc cần range thì nó không ra à? Thôi, tạm thời lấy thêm né tránh được. Còn cái kia thì mình vào trong Super Mech Kit mình mua cũng được. Cái mà tăng gì nhỉ? Tăng range đây này. Mua cái này lên khoảng hơn 100 range là được đúng không? Đấy, bây giờ thì mình cần thêm một chút material nữa để mua cái thứ cho nó thoải mái nhá. Lên khoảng hơn 5000 đi. Mua sức tăng sức mạnh cho nó thoải mái nào. Nào. Tăng size map lên một chút nhá. Đấy. Rồi này. Bắt đầu mà mua này, mua này. Mua đầu tiên là mua cái này tăng số lượng quái này. Cái này limit 10 cái này. Pokeball mua chưa? Pokeball mua rồi này. Xuống đến dưới này thì chúng ta sẽ mua thêm giảm giá đã. Mua thêm cái này luôn. Đấy, ok chưa? Đây thêm cái này nữa luôn này. Đấy được chưa, được chưa. Thêm mấy cuốn sách nữa nhỉ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy thêm sách như này là ok đấy. 14 cuốn sách nhiều quá cho phết đấy. Rồi lên trên này. Đến lượt những item trên này. À từ từ. Con chuột tăng 2 vết tinh này. Con chuột để tăng số lượng quái đâu. Đây nó đây rồi. Nó đây rồi. Ok này. Lên trên này thì chúng ta sẽ lấy thêm cái này là 1. Cái này là 2. Đấy, 251% attack speed ngon ngay. Ờ được rồi đấy, mình nghĩ như thế là ok rồi đấy. Chúng ta vào wave tiếp theo, wave 10. Đấy, tầm này sức mạnh là kinh khủng đấy.
Xiên này. Nhìn cái giáo nó xiên này, cái thương nó xiên này. Ui, chạy nhanh thế. Chạy từ từ đấy, còn nhìn chứ. Chạy nhanh quá. Đấy, đây là lý do vì sao tại sao mình không muốn lấy thêm speed đấy. Mặc dù lấy thêm speed thì mình sẽ được tăng rất là nhiều đam. Nhưng mà nó chạy tít mù như thế này thì anh em mình sẽ khó rất là khó nhìn. Nên là mình mới không dám lấy ấy. Ấy, chứ mà nó kiểu tăng tốc lên mà anh em mình vẫn nhìn rõ, nhìn kiểu kịp với tốc chạy của nó thì lấy luôn chứ sợ gì. Nhưng mà đây chạy nhanh quá, không kịp nhìn luôn đấy. Ui, quái nó. Quái nó trâu. Quái nó đông. Đông này chúng tôi. Đông với chúng tôi này. Đông với chúng tôi này. Đông với chúng tôi. À, giờ kéo mình buông tay ra cho nó tự chạy được rồi đấy. Mình không cần phải can thiệp vào cái di chuyển của nó đâu. Đấy, giờ đúng là tự chạy đi. Tự chạy, tự đánh đi. Này, nhìn cái đống mà cereal nó không được hút lại, nhìn nó cũng ngứa mắt thật phết nhỉ. Lấy sừ nó từ từ, thêm tí hút máu, thêm 15% attack speed tầm nhặt, với lại thêm lấy thêm cái hút mà cereal để cho nhìn nó đỡ ngứa mắt cái nào. Ngày tăng hồi máu à. Cứ từ từ bình tĩnh ở đấy. Tăng thêm bên này, tăng thêm bên này. Lấy thêm đây cái hút mà cereal đây đúng không? Thêm cái này được này. Thêm lấy được. Này tăng thêm kinh nghiệm à? Thôi không cần phải lấy thêm đâu. Đây cái này tăng thêm đam này. Rồi, quên 11 này. Quên 11 để cho nhân vật nó tự chạy anh em nhá. Ui xoay elite. Này thì elite này. Này. Anh em mình trông này. Đấy, à hay là bây giờ mình sẽ lấy thêm speed để cho nó chạy một cách là thật nhanh từ đầu map bên này sang đầu map bên kia nhỉ. Ồ, nghe nó cũng ảo diệu đấy. Nghe nó cũng ối rồi đấy anh em ạ. Không thể đùa được đâu. Ôi anh em trông nó xiên quái này. Mặc dù quái nó khá là đông nhá. Nhưng mà xiên thì vẫn xiên tốt. Uấy. Trời ơi, nó xiên gì. Đau phải biết luôn ý. Giờ xiên toàn nghìn đam mà. Toàn nghìn đam một luôn. Ôi tính ra mà chơi kiểu tốc độ như này. Xong mà mình không chơi cái item, à cái vũ khí tăng tốc chạy khi mà đánh quái nhờ. Mình nhớ là có cái vũ khí đấy mà. Ừ hay là bây giờ mình ra nốt quê này, mình ra mình lấy cái đấy luôn nhỉ. Để tăng được thêm tốc chạy luôn. Ừ hợp lý đấy, được đấy. Chuẩn. Item đỏ, ôi trời, item đỏ cho cái này lấy làm gì. Cái này phải đam dài cơ mới chơi được. Bỏ cái này đi, bỏ nốt. 4 hút máu, 15% attack, 9 máu, 3 hút máu. Cái này cũng đam kỹ sư mà mình không chơi đam kỹ sư nên là thôi nhá. Đây, chúng ta sẽ vào trong này. Mình nhớ là có một cái item, à nhầm, một cái vũ khí mà nó tăng được tốc chạy. Đây, cái này. Cái này khi mà mua thì anh em mình sẽ chơi theo kiểu là đam ngắn vậy, đam tốc chạy này. Và sẽ bị trừ 25% đam khi đứng im. Nhưng mà một con nhân vật của mình nó di chuyển liên tục rồi còn sợ cái gì nữa. Chiến thôi. Mua thôi. Chắc chắn là phải mua rồi. Khi mà giết đủ 14 con quái thì anh em mình sẽ được cộng thêm một speed anh em nhá. Đỉnh cao đấy mà quái rất là nhiều. Riêng gì chơi này quái rất là nhiều luôn, thoải mái luôn. Nha. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với quê tiếp theo. Cái này đánh thêm lấy thêm đam với cái thứ này. Đấy, 185 đam mà. 185 đam bây giờ giáp đang là 19. 19 giáp hay thì đây. Lấy thêm cái này nữa là tăng giáp này, thoải mái luôn. Nào, quê 12. Đấy. Nào, để yên cho nó chạy ở giữa map cái đã. Đấy, bây giờ nó cứ thế nó chạy thôi. Mình không cần phải can thiệp đâu. Cứ đấy là nó chạy thôi. Mà bây giờ nó đánh quá như thế này, càng ngày nó càng chạy nhanh cơ anh em ạ. Càng ngày tốc độ nó càng tít. Đấy, này, trông này. Đấy, anh em thấy không? Càng ngày nó chạy càng nhanh luôn. Mình sợ đến tí nữa đến quê 20 rồi anh em mình cũng không nhìn thấy con nhân vật đâu cơ. Chạy nhanh chưa? Đấy, chạy này. Úi xồi ôi chạy này. Úi xồi ôi chạy này. Tít mù luôn. Được đấy chứ. Ok đấy chứ. Này thì đỡ hộ này đấy. Đỡ hộ này. Úi xồi ôi. Công nhận là ghê gớm thật đấy. Được đấy chứ đúng không? Được đấy. Làm sao mà đỡ được. Nó đỡ hộ này. Gì đỡ hộ này. Rồi xong rồi.
Ui, quầy tiếp theo, quầy tiếp theo, quầy tiếp theo luôn. 60 rain. Không, mình nghĩ là mình sẽ lấy né tránh để tăng attack speed. Đấy, cứ né tránh mình lấy thôi. Vẫn né tránh thôi, hoặc bây giờ lấy thêm được 7% chí mạng à, thôi cũng được. Nào, quầy tiếp theo. Quầy quầy 13. Rồi, anh em thấy không? Chạy nhanh thế này thì ôi giời ơi, giờ đất ôi luôn. Đam thì to. Máu cái thứ nhiều rồi, tầm này máu ok rồi, hút máu thì mình có thể hút được. Ôi anh em nhìn trông chạy này. Chạy cứ lần lượt như này thôi. Ác vãi trưởng ạ. Quái không kịp chạy theo mình đấy chứ. Tầm này thì quái làm sao mà đuổi kịp mình nữa. Quái mà đuổi kịp mình thì thôi, ối rồi luôn ấy. Ảo quá. Tầm này quái là chịu không đuổi kịp được mình đâu. Quái là chỉ có đứng im mà thưởng thức ngắm nhìn mình từ xa thôi. Kiểu anh em ngày xưa mà anh em kiểu xem kiểu giống kiểu đứng đường đua xe đấy, kiểu đang đứng trên đường đua xe mình là con xe, còn kia là kiểu khán giả đứng xem ấy, mình lướt qua như một cơn gió ấy ấy ấy. Ui trời, chạy nhanh thế nhở, nhanh thật đấy, không phải nhanh vừa đâu mà nhanh vãi trưởng luôn ấy. Bỏ hết mấy cái này đi này. Ui 279 speed rồi. 279 speed rồi anh em ạ. Để xem nốt quay này thì mình sẽ lên được bao nhiêu speed. 279 à. Rồi để xem kết thúc quay này là lên được bao nhiêu nào. Ui ôi, Elite. Elite chết lúc nào vậy? Không để ý là Elite chết lúc nào luôn kìa. Nhanh dã man thề. Chưa nhìn thấy Elite luôn mà đã chết rồi. À, xong rồi. Chạy này. Chạy này. Chạy này. 236 máu này. Máu thì giờ không phải lo rồi, mà quái nó có chạm vào đến mình đâu. Mình chạy nhanh đến cái mức là quái nó không theo kịp mình như này thì còn làm ăn cái gì nữa. Ai trông này anh em này. Ui chạy nhanh thế nhở. Chạy ghê vậy. Trời ơi. Này mà anh em nào mà xem mình chắc là chóng mặt phết đấy. Lên chạy xuống, lên chạy xuống. Ui hình như đang là 7.000 dam à. Đúng không nhở, 15.000 dam kìa. Ui dam to dã man ạ. Đam vãi trưởng thế. Ui tính ra chơi cái thương này hợp lý hơn là chơi cái thương băng vừa nãy chứ nhở. Chơi cái thương này hợp lý hơn bởi vì nó vừa đam ngắn vừa đam tốc chạy. Ờ mà tốc chạy của mình nó càng cao thì đam của mình nó đam ngắn cũng được cộng luôn. Nên là tăng được 2 lần đam luôn với cái vũ khí này. Hợp lý đi chứ. Ui 374 speed này. Vừa nãy có 279. Ui tăng gần 100 speed ạ. Ui vãi. Tăng gì tăng nhiều vậy. Tiếp tăng gần 100 speed. Ác thế. Cái gì mà ghê vậy, tăng gần 100 speed. Không thể đỡ nổi luôn với cái con này. Ghê vậy. Này đỡ hộ này. Này đỡ hộ này. 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 Ui xổi ôi. Ui xổi ôi. Ui xổi, đến bây giờ thì nó chạy cho thì thôi luôn đấy. Nó chạy ra thì vãi cả trưởng luôn. Ui. Ui. Ui chuẩn bị đến cái lúc mà anh em mình không nhìn thấy con nhân vật đâu rồi này. Chạy nhanh quá, chạy nhanh quá. Ui. Nhanh thế. Ui. Nhanh thực sự luôn ý. Ui rồi. Ui rồi. Ui rồi nhanh. Ui rồi nhanh. Nó nhanh một cách kinh khủng luôn ý. Sợ thực sự ạ. Rồi, rồi, rồi. Ok, xong này. Thêm 9 mạng từ đam ngắn à. Này lấy được nhá. Hay bỏ này. Cái này tăng thêm giáp từ đam nguyên tố. Trừ 2 đam ngắn lấy được nhá. 3 giáp này. 4 hút máu này. Ôi quên 16. Chạy nhanh tê à. À quên không xem mất có bao nhiêu speed. Skip lại phát. Ui 484 ạ. Vãi. Vừa nãy thì 374. Bây giờ đến 484. Ui mỗi một quên là được cộng 100 speed à. Ác ôn thế. Có cần phải ác ôn đến cái mức đấy không. Ui. Ui. Ui mình mà mình còn chưa mua hết những cái item mà mình còn chưa mua thêm nhiều những cái item mà tăng sập lại làm tăng tăng số lượng quái đấy. Nếu mà tăng thêm số lượng quái thì mình cảm giác nó sẽ ối rồi hơn nữa đấy. Bởi vì giết nhiều mà giết nhiều thì đương nhiên đồng nghĩa với việc là mình sẽ được cộng thêm cái tốc chạy ấy. Cộng thêm tốc chạy nhiều, đam ngắn nhiều, còn tốc chạy cộng lên nữa thì đam nó sẽ rất là to. Chạy cực kỳ nhanh luôn, đến bây giờ nó chạy nhanh lắm rồi này. Ấy. Ấy lướt qua quá như một cơn gió luôn. Gạt một phát là đi hết cả đám luôn này.
Rồi xong game 16 này anh em này. Ui chạy ghê vãi. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. 586 speed. Trời ơi. 586 speed. Để xem đến wave 20 thì mình sẽ lên được bao nhiêu speed. 598 này này. Để xem mà đến wave 20 thì có được bao nhiêu speed anh em nhá. Mình dự đến wave 20 phải đến được hơn 800 speed đấy. Nhiều lắm luôn đấy. Hơn 800 speed à. Mình nghĩ là có thể đạt được. Bây giờ đã là 598 rồi. Tức là lên đến 800 thì còn ở hơn 200 speed nữa thì là lên được hơn 800 rồi. Nên là mình nghĩ là lên được tốt, thoải mái. Trời ơi, trông nó chạy này. Trời ơi. Ui rồi. Và đam to nhá. Đam to khủng khiếp nhá. Ui. Đam kìa. Hình như lên hàng. Mình không nhìn rõ là chục nghìn hay là trăm hay là 200.000 đam kia nhỉ. Hình như là 30.000 đam thì phải. Ừ như là 30.000 đam thì phải. Ủa nhanh thế. Ui. Ui, càng ngày nó càng nhanh. Ui. 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 Càng ngày nó càng nhanh em ạ. 669 rồi này. 669. Ô thế tơn này lên được có hơn 70 speed. Ờ tơn này lên ít hơn mấy tơn trước. Chắc là do chạy nhanh quá không đánh kịp quái, hoặc cũng có thể là do quái nó ít. Quái ít à? Quái ít thì tăng quái thôi. Gì chứ tăng quái thì tầm này đơn giản lắm. Tầm này nó quá đơn giản luôn. Thì cái việc tăng quái đơn giản. Nào quay 18 nhá. Để xem mà đánh đấm như nào nào. Tôi này có cả elite nữa cơ. Đấy quái đông nhá. Quái đông đấy. Không phải đùa đâu. Ui nhưng mà chạy nhanh như này quái đuổi được không quan trọng như này. Ấy ấy đuổi họ. Ui đuổi họ. Đuổi họ. Đuổi họ. Ui trời. Trời ơi. Vãi trưởng. Ôi trời ơi. Trông chạy này. Ác thật chứ. Kiếp. Giờ chắc là hơn 700 speed rồi nhỉ. Hơn 700 speed rồi đấy. Vừa đấy là 660 mấy rồi. À nó 600. Ừ 660 mấy rồi. Giờ phải hơn rồi. Đấy 15 giây nữa thôi. 15 giây nữa thôi. Cố lên nào. Cố lên nào. Cố lên nào. Chúng ta sắp vượt qua ống tốc chạy kinh khủng như này rồi. Còn 2 quay nữa. Ôi dồi ôi. Công nhận cái video này. Nhiều người xem video này chắc là sẽ chóng mặt đấy. Sẽ chóng mặt về từng đình luôn đấy. Chạy nhanh vãi trưởng ạ. Ui. Ghê vãi. Không thể tin được cái con nhân vật này. Khi mà kết hợp như này. Lấy tốc chạy như này. Ôi bá đạo thực sự luôn đấy chứ. Mình không tin vào mắt mình luôn mà. Nhìn ghê vãi trưởng ạ. Ảo dã man. Nào quên 19 nào. Ui giờ trông bây giờ nó chạy này. Từ từ bây giờ xem giờ chạy bao nhiêu. 808 rồi đấy. Mình bảo là lên hơn 800 speed mà. Khéo hết quay này còn lên thêm được hơn đến 900 mới chứ đùa. 900 tốc chạy trong vòng một trận đấu. Ghê thật sự ạ. Ghê quá. Chạy nó cứ gọi là ối dồi ôi luôn. Chạy không kịp nhìn thấy nhân vật của mình đâu luôn đấy chứ. Ác thực sự. Ui chạy này. Ui chạy này. Chạy này. Chạy này. Ui chạy này. Ui chạy. Anh em nhìn thấy con nhân vật của mình không? Tức là bây giờ nhá, tất cả các quang cảnh xung quanh là nó dường như là nó kiểu thành một cái cầu vượt luôn ấy. Có con nhân vật của mình nó mặc dù nó chạy đấy nhưng mà cảm giác nhìn nó như kiểu đứng nghiêm ấy đúng không? Còn tất cả những cái cảnh xung quanh thì nó kiểu nó tựa xuống ấy. Ui 923 tốc chạy kìa. Rồi 935 tốc chạy này. Để mình búp xem là có lên hết quay này có lên được 1.000 tốc chạy không. Nhưng mà mình nghĩ là khó lắm. Giờ đánh boss phát win luôn rồi thế này. Ấy. Trời ơi xem nào. Xem nào xem nào. 941. Có phải là hơn 900 tốc chạy. Hơn 900 tốc chạy. Sợ hãi trưởng ạ. Ui. Thề nó chạy nhanh vãi trưởng luôn. Không thể tin được. Nếu như mà mình chơi cái vũ khí này từ đầu nhá. Nếu như mà mình chơi cái vũ khí này từ đầu thì mình nghĩ là phải hơn 1.000 speed. Nó còn chạy kinh khủng hơn lúc này cơ. Nhưng mà rất tiếc là đến mãi quay 12 mình mới mua cái vũ khí này. Nếu như mà chơi từ đầu thì mình nghĩ khoảng 1.200 hoặc 1.300 speed đấy. Còn nói chung là 941 này là cũng ghê rồi.
Anh em thấy cảm giác video này chóng mặt kiểu tiền đình thì hãy để lại cho mình một like và subscribe kênh nhá. Và đừng quên comment xuống phần bình luận về những nội dung kế tiếp mà anh em muốn xem và muốn mình làm ở trong những video tiếp theo. Bye bye mọi người, see you again later.